Ngày 6 tháng 11, công an thành phố Dĩ An đã phối hợp cùng công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nam sinh rơi lầu ký túc xá tử vong. Trước đó, gần 4 giờ sáng ngày 5 tháng 11, bảo vệ của ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, đi tuần tra trong khuôn viên ký túc xá thì phát hiện một nam sinh nằm chết ở trước cửa ra vào của tòa nhà D2. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc. Qua rà soát, Nạn nhân được xác định là anh Võ Phạm Phi Ân, 18 tuổi, quê Gia Lai, là sinh viên đại học năm nhất. Nạn nhân cư trú tại tầng 7 của tòa nhà này. Trích xuất hình ảnh từ camera cho thấy, lúc 3 giờ 39 phút, nam sinh này đi bằng cầu thang bộ từ tầng 7 lên tầng thượng của tòa nhà D2, rồi sau đó xảy ra vụ việc.